Chào tất cả anh em. Hôm nay mình lên con đu bông lai một phong cao mã bạc vân kim cương nhuyễn nha. Vân kim cương nhuyễn rất là đẹp. Tình trạng là hàng đã qua sử dụng, không có hộp, nhưng mà còn là rất là mới, trên 95% đó. Cả cạnh nè, láng bóng, không có bị cấn dâm là gì hết nha, còn rất là đẹp. Anh em mua hàng vui lòng xem kỹ video giúp mình nha, mình quay là khá là gần và chậm. Đây, các cạnh này còn rất là bóng, không có bị cứng dâm. Cái vân kim cương này thì xài mình không có sợ bị trầy, rất là trầy mình không có nhìn thấy đâu, rất là khó thấy, trừ khi nào mà nó bị nặng lắm thì mới thấy thôi. Để còn xài thì nó cầm nó nhám, nó chắc tay, nó không có bị trơn, đứt còn sáng đẹp lắm nha. Quay các góc coi kỹ nha. Các không có bị cấn một miếng nào hết nha. Dòng lai một này thì dàn đầu nó là con mã vàng mã bạc gì thì trong đó cái dàn đầu nó đều mã vàng hết nha. Anh em lưu ý là cái lai một là nó không có tiếng luôn nha, bật lên nó kêu cạch cạch vậy thôi nha, nó không có kêu bong bong giống như lai hai đâu. Rồi, mình kết thúc video ở đây. Chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em vào những video sau. Bye bye.